đằng kia ngồi. Đi lấy tiền là quà của bệnh viện Chợ Rẫy, được hộp quà, quá trời quà luôn, và ghi phiếu, lấy cái tờ giấy phiếu đỏ, và lấy tờ giấy phiếu đỏ và được 50.000 của bệnh viện. Được phần quà mà không lấy hả? Sơn đang ngồi chờ lấy phiếu đỏ và lấy tiền của bệnh viện. Giờ được phần quà. Đó, Sơn rồi nộp giấy vô chưa? Nộp cái nào? Đó đó, ngay chỗ cái bàn chị đó. Đó đó, cái trên bàn chị đang ghi á. Đó, anh Hoàng Phần Sơn đang được nhận quà và tiền. Được có một phần quà là giấy phiếu đỏ đó. Và anh đã xong nhiệm vụ. Đó. Phan Hoàng Sơn đã hiến 350ml máu. Ngồi ngồi chút đi.
Anh em đã hiến xong và chờ lấy phiếu đỏ và phần quà. Đợt này cái phiếu này nó xám xám hơn nè, trước nó đỏ hồng vậy xong. Rồi, tất cả mình đã xong. Còn mấy chị phụ nữ chưa lấy xong. Đi ra đây chú Sơn. Quá hoành tráng. Rồi, nè, giao. Thằng nào cũng như thằng nào. Cái này tiếp đi. Em thiếu lại nộp lấy tiền quà. Anh Thắng, cả lấy đi. Em đang tìm chồng. Ngồi đây nha. Rồi, em ngồi đây cho. Anh nhớ thấy nó cầm giùm em đúng không? Hả? Anh có lại chỗ lấy không? Làm gì? Lấy thì rồi. Quà này. Xong chưa? Xong rồi, xong rồi. Xong rồi, cầm cái tờ giấy đâu? Giấy anh Thắng giấy mang lãnh giùm rồi. Ừ. Anh đang ngồi chờ cái đó. Đó đi. Có chị để từ Giang ơi. Giang ơi, Giang. Lại đi. Hai đứa đang chờ kìa. Hai đứa chờ kìa. Nhưng mà thầy có thử đã. Em đi. Hai đứa mà được rồi em thấy cũng cái téo luôn. Chị làm lên đi, ngồi đợi lên đi. Dạ bây giờ chị làm giấy nó, chị làm nó đó, cái đó mình vừa đi. Thường á. Tay. Sao? Em chờ giường đấy đi. Em nó nói là không đủ máu. Không biết gì mình bỏ ở nhà đi đem cái này đi cái đem thêm tờ nữa. Thấy chưa? Ủa sao bữa nay cái tờ nó đọc lì à? Cái thằng hai khác nhau. Mày nói cái chủ luôn nè. Không, có ghi trốn. Ghi tên tờ. Em nói anh rồi, thấy không? Thôi làm sao không được. Thấy không? Anh mang chứng minh thôi, em còn không mang chứng minh mà. Mang chứng minh. Anh chụp cái hình chứng minh vô điện thoại anh á là được rồi. Trời ơi. Ta đơn giản, mình đây là có chính quyền đi theo mà đâu phải
mấy đâu ha. Vậy là bữa sáng mình lên phải lên 4,5 luôn. Có đâu, lấy chỉ 300 thôi. Không có được 4,5 đâu. Nè đồ đây kìa. Mà anh đâu xong chưa? Anh cầm lại đi. Dạ, chỉ đại. Ý là đợt này là ai cũng hiến được hết hả? Rớt hay làm lại đó. Dạ. Kia bà Thanh nhé, bà Thanh kia kìa. Bà học với Lị đi, đi đi làm lại đi chịu. Rồi đi làm lại đi làm lại vòng cũng được đâu. Từ sáu giờ mất công đi rồi. Cái nào cũng mất công đi đúng không anh? Không đi. Hưởng chúng thì nó cũng đi mấy vòng mà cũng được là cũng được. Để nó lấy lại chứ chưa được thôi. Rồi được nó lấy mấy vòng cũng được. À, quay đứng đứng lên chứ. Quay làm đi cũng thấy kỳ kỳ. Ta quay ta làm kỷ niệm lâu lâu tao mới được đi mà 6 tháng đi lại.